Chào mừng nó quay trở lại kênh của mình. Clip này thì mình mượn cao của một bạn nữ ở trong group để giới thiệu về zmu của Necromancer. Đội hình của người chơi này đây thì có một kyo Q ở trong team Tết đất Đá. Nhưng mà với cái tốc độ của Shiny Megathrita như thế này thì ưu tiên nó sẽ là hiệu ứng mưa và Shiny Megathrita của người chơi đã lên được 11 sao này đang sử dụng cái vòng vàng của Hupa. À, nó sẽ có tác dụng theo kiểu mà đầy nộ phát là sẽ tăng thêm tốc độ này, điều đó cũng sẽ giúp cho Shiny Megatyrant có tốc độ cao, thì có thể có dạng như là ulti sớm, thì bên kia cũng sẽ có dạng như bị hiệu ứng núi đá của Shiny Megatyrant chặn lại và cho Raymond Kyo vào một phần nữa, chắc là cũng là để hiệu ứng đó là cháo đổi cái hành động của bên kia nữa necroma của người chơi này lên được 12 sao này và đang sử dụng bảo vật vàng của chính nó bảo vật vàng này thì cũng có cái hay đấy đó là khi mà máu nó dưới 10 phần trăm tức nghĩa là chắc ở trong cái trạng thái đó là giận dữ của nó rồi địch nào đánh vào nó thì sẽ bị nhận một cái sát thương dựa theo 150 phần trăm công đặc biệt của nó kèm theo 20 phần trăm máu đã mất máu của nó bây giờ ví dụ như là hai triệu rưỡi lúc này thôi vào trong trận đấu nó còn nhiều hơn nữa thì ăn một quả như vậy thì cũng hơi bị ghê đấy khoảng mấy triệu máu vào trong địch nữa và kích hoạt được đến 3 lần đây là cái tác dụng bảo vật vàng của necroma ở dòng cuối và đây zmu 4 rồi này bây giờ mình sẽ dịch cái zmu của necroma để xem các bạn có cảm thấy đó là đáng lên hay không với nguyên liệu đó là lên zmu 4 thì nó sẽ cần từng này 256 mảnh đỏ với cả 256 mảnh của nó zmu skill 1 đó là có thêm hiệu ứng tăng thêm 15% sát thương công đặc biệt xuyên trong vòng 3 lượt này Lúc trước thì chỉ có mỗi đo công đặc biệt với cả cái um, tỷ lệ bạo kích thôi Bây giờ thêm một cái sát thương xuyên nữa Z-Mu Skill 2 ừ, Cái này đáng lên hay không Cái hiệu ứng các bạn biết là khi ra skill 2 Nó sẽ kèm theo một cái lăng kính đen Lăng kính đen này thì có, có tác dụng đó là Đến lượt hành động của địch đó Thì Necromancer nó sẽ cướp lượt Cái địch đó luôn Thì tác dụng của nó bây giờ đó là khi mà đồng đội bên bạn Mà có thể sẽ gây ra những skill mà theo kiểu có ánh sáng ấy. Ở đây đã có ví dụ rồi Mega TNC đến từ cái kiếm của nó nó, nó chém này chẳng hạn hay là Z6, ra sách ra đòn tuyệt kỹ ví dụ thế thì nó sẽ tạo ra được hai cái tia sáng dựa theo đó là 50 cái công đặc biệt sát thương xuyên đánh lên ngẫu nhiên hai địch này và đấy chính là cái tác dụng của Zmu skill 2 bây giờ của Necroma và kèm theo là Pokemon mà bị Necroma đặt cái hướng lăng kính phản phản khúc xạ đấy thì vừa bị cướp lượt thì lại còn tăng thêm 20% tốc độ cho địch đó nữa Mục đích tăng thêm tốc độ cho địch đó Để có dạng như là địch đó hành động sớm Thì Necroma nó cũng sẽ cướp lượt của địch đó luôn Thì đây chính là cái Z-Mu Skill 2 của Necroma này Và cuối cùng Đó là Z-Mu Skill 4 của nó Phần nội tại Đó là cứ khi mà nó nhận được một cái năng lượng ánh sáng Những cái tròn tròn trên đầu của nó ấy, Thì nó sẽ được hồi lại 10% máu Cái này cũng hay đấy Đấy thì nó sẽ giúp cho nó có khả năng hồi máu rất là nhiều luôn và đang ở trong cái trạng thái giận dữ của nó kiểu như là lúc mà nó nhận một sát thương trí tử ấy, thì ngay lập tức nó sẽ cướp đi 30% phần trăm cái tỷ lệ kháng bạo kích của những địch ở hàng trước trong vòng 3 lượt này thì đây chính là Zmu skill 4 của Necroma cái này thì tăng thêm khả năng sinh tồn của Necroma rất là tốt 10% phần trăm máu cơ mà mà nó nhận cái hiệu ứng cái quả cầu năng lượng đấy nó cũng rất là nhanh luôn đấy thì khả năng hồi máu của nó quá là ok nhưng mà cái Zmu kiểu như là Zmu skill 3 của nó Z6 thì là một cái gọi là rất là đáng gờm để làm cho Necroma cực kỳ là mạnh. Bây giờ chúng ta sẽ cùng ngó Z3 của Necroma. Ờ, của Necroma khi lên được Z6 thì khi những Pokemon hệ siêu bên bạn hành động thì ngay lập tức uh, Necroma nó cũng sẽ bắn ké luôn chứ không cần thiết đó là bên địch hành động thì Necroma bắn ké nữa. Thì đó là một cái rất là hay của Necroma khi lên Z6 và ngoài ra bây giờ bắn ké của nó nó sẽ gây ra theo một sát thương theo kiểu một hàng luôn chứ không phải là một địch nữa. Ví dụ như ở đây. Bên mình đây hệ siêu đánh đây. Thì nghe Negroma bắn ngay một bọn tấn công theo kiểu hàng dọc luôn. Là đòn tuyệt kỹ của Negroma. Với skin của nó này. Sự thần ở bên Ai Cập, thần sa mạc này skin này sẽ mua về giá 99 đô tác dụng tăng thêm đó là 5% công đặc biệt và 3% tỷ lệ kích và bây giờ khi mà Mew Origin mình đánh toàn bộ địch đây chính là tuyệt kỹ của Mew Origin này thì Necroma nó sẽ bắn theo kiểu hướng như thế nào qua đã bắn lên cả ba hàng luôn. Cũng tương tự như vậy, đây chính là của con Mittermite này. Nói chung là cứ bắn lên những cái địch kiểu như thế nào thì Necroma bắn lên những địch nó luôn. Thế nên là nếu mà các bạn lên được Z-Mu của Necroma mà đi cùng với cả những Pokemon hệ siêu thì những cái đòn tấn công bắn tầm xa của Necroma sẽ rất là tốt. Ngoài ra những địch hành động như thế này thì Necroma cũng bắn luôn. Và đòn tấn công của Necroma bắn thì rõ, rõ là mạnh rồi Hiện tại là trong cái server này Thì người chơi này đang vượt lên đó là hạng 1 rồi 10 triệu này Còn đâu những người chơi khác đang là có 7 triệu, 7 triệu, 6 triệu này thôi Thì uh, cũng sẽ khó có thể có thể là để review uh, Kiểu kiểu những team ngang bằng Chắc mình sẽ phải chờ ở cái giải đấu lên server này uh, hiện ra thì bắt đầu mới có thể review về Necroma lên ZMU uh, nó dễ dàng hơn Ok bây giờ chuyển sang bản tin chung của mình để có thể là giới thiệu về ZMU của Necroma sau khi đã điều chỉnh skill thì nó sẽ khác biệt như thế nào Necroma mình đã vừa reset lại đợt trước và 4 sao thôi Bây giờ mình sẽ dịch ZMU của Necroma đây là skill 1 của Necroma khi lên z -moo. bây giờ thì uh, sát thương của nó từ 100% lên 120% này và skill 1 của nó sẽ có hiệu ứng đó là cướp đi một cái uh, hiệu ứng búp uh, loại level 1 của địch và cho vào phía bản thân nó. Tiếp đến đó là skill 2 của nó khi lên z bây giờ thì uh, cái sát thương gây ra đó là bằng 200%, lúc trước hình như 180% thì phải. Và nó sẽ đặt lên địch hiệu ứng đó là lăng kính đen luôn trong hai lượt. Cái lăng kính đen này là một loại hiệu ứng bất lợi level 3. Nó sẽ có tác dụng đó khi nhận hiệu ứng đó là ánh sáng hay là những cái sát thương xuyên chẳng hạn. Thì nó sẽ kiểu như là phản uh, phân tách phát, phát xạ ấy. Làm gây ra sát thương lên ngẫu nhiên địch với 80% cái sát thương xuyên. Thì hiệu ứng bây giờ của Necroma sau khi điều chỉnh lại thì skill của nó, cái lăng kính đen nó không cướp lượt được nữa. Thì ở trong skill 3 mới cướp lượt cơ. Nhưng mà skill 2 bây giờ nó cũng sẽ kèm theo lăng kính đen để đến khi mà nó có thể uh, ra skill 3 nó cũng sẽ cướp được lượt, lượt của địch luôn. Thì đây chính là cái tác dụng skill 2 của nó khi lên Z-Mu. Tiếp đến đó là Z-Mu nội tại của Necroma. Thì lần đầu tiên bạn tiến vào trạng thái giận dữ theo kiểu mà khi mà bị nhận một sát thương trí tử ý, thì sau 4 lượt thì nó sẽ được hồi lại và sẽ lại được tiến vào cái trạng thái giận dữ này thêm một lần nữa. Và trong cái trạng thái giận dữ này thì khi bạn tấn công thì nó sẽ kích hoạt hiệu ứng đó là kiểu dạng như là bắn photon ấy theo kiểu mà những cái tia laser bắn lên toàn bộ những cái hàng của địch và cái này lần đầu tiên thì nó sẽ không tiêu tốn cái năng lượng mà nó đang có thì đây chính là cái nội tại của Necroma cũng không phải quá nổi bật giống như ngày xưa có lẽ quan trọng nhất vẫn là cái phần Zmu skill 3 của nó Zmu 6 thì Sát thương nó gây ra bây giờ là bằng 500% Cái công động biệt đánh lên một địch ấy Hình như hồi trước là 480, bây giờ lên 500 Và khi mà nó tiến vào trạng thái ấy, Đó là cái hố đen của nó, Dark Vision ấy Thì khi đồng đội hệ siêu bên bạn Mà tấn công, thì nó cũng sẽ giúp cho Necroma hồi lại một cái Cái năng lượng Nó không phải bắn ké giống như ngày trước nữa Mà bây giờ giúp cho Necroma hồi năng lượng Và cứ mỗi một năng lượng mà nó thừa ra Thì nó sẽ kích hoạt, nó lại bắn một cái quả uh, Sát thương xuyên lên địch này và tối đa nó tấn công được 3 lần. Thì bây giờ nếu như bạn uh, lên Zmu 6 của Necroma ấy thì lúc trước thì cứ hệ đồng đội siêu tấn công là coi như là nó sẽ bắn ké luôn thì bây giờ với điều kiện đó là nó cũng sẽ bắn được một phát khi mà những cái viên năng lượng của nó trên đầu ấy nó được đầy. Nó đầy rồi thì nếu như là năm cái là coi như đầy này thì nó nhận được thêm một cái nữa là thừa ra một cái thì nó sẽ bắt đầu bắn ké và tối đa 3 lần như vậy trong một cái lần mà nó tiến vào cái trạng thái hố đen. Thì đấy chính là cái tác dụng của Necroma khi lên Zmo 6 Thì cũng vẫn phải đi cùng với cả những Pokemon hệ siêu khác Thì nó mới có thể ổn ổn hơn Nhưng mà cái Cũng là một cái Zmo đáng lên của Necroma đấy Quả thì bắt đầu mới nuôi thêm Ví dụ như Mew Origin hay là Shiny Mega Tyranitar chẳng hạn Trận này thua này Với một team 8 triệu 1 này Và đây là đội hình Của bạn Akao này một đội hình cũng 8 triệu này tuy nhiên là cũng không có một kích hoạt một cái hệ à, gọi như 6 hệ hay gì cả giờ mình xem trận chiến đầu tiên đối anh top một bên mình mình đã từng đánh thử với anh ấy thì cũng chẳng thắng thắng được này sát thương anh ấy gây ra rất là cao và cùng xem con nào nó gây đột biến ở trong trận đấu này hai bên thì có khác nhau đó là một bên sử dụng mega ray qua mà và một bên sử dụng New origin hai bên cũng đã bị vỡ thường rồi này một bên thì hồi 4 triệu một bên hồi 7 triệu Mega Ray qua ra của anh ấy thì full Zmu rồi này. Chúng hai bên là thuộc rất là chắc, chỉ có con Necroma chắc là có thể gây ra được sát thương lên nhiều thôi. 863 này. Một phần là có những con phòng thủ rất là cao như là con Diamond Gordon có thể chống chịu được rất là tốt. Và khi các bạn thấy vừa rồi đó là con Necroma nó vừa bắn ra một đòn đánh liên tục giống như vậy. Đó chính là một phần bởi vì là nó khi được đủ cái điểm năng lượng của nó. Các bạn thấy trên đầu của nó hay có đó là ba dấu chấm, bốn dấu chấm, hay năm dấu chấm ấy chẳng hạn. Thì đó chính là điểm năng lượng của nó và kia là chính là cái trạng thái giận dữ của nó này. Nó đang gục xuống này. Hai hai bên thì một bên Diamond Gaudon nó đã tiến vào cái trạng thái đó là trái tim nóng chảy rồi. 27 triệu một đòn vừa rồi của con uh, Shiny ta kèm theo đó là Z-Mu của con Diamond uh, Gaudon phóng uh, Nam thạch lên toàn địch này. Mega TNC 110.000 Nói chung đánh vào những con nào đang có kháng tử hay là có sát thương cao thì cũng không nên được quá nhiều Necroma này 3, triệu 2 Và tiếp tục lại đòn, đòn đánh ké của con Mega Ray qua ra Thì rất là nhiều trận đấu các bạn sẽ thấy đó là một bên đều dạy nhau đang hoành hành rất là nhiều Nhưng mà từ lượt 3, lượt 4 trở đi lại có những cái đột biến lật kèo rất là dễ dàng đến từ một vị trí của một vài con thôi 81 triệu 883 bay tường rồi Nói chung là nếu mà là một người chơi top cao chẳng hạn lên full Zmu của Mega Rayquaza thì nó cũng rất là lợi về sát thương nó gây ra cũng rất là cao và kèm theo nữa là nó bay ba lần lên trời cơ chứ không phải hai lần nữa và khi đang ở trong cái trạng thái đang trốn hố đen này kia thì những con nào hành động là nó bắn luôn này và chúng ta chưa thấy được cái tình hình đó là con Con bên uh, con um, Necroma bên kia hành động này, vẫn chỉ thấy bên kia thôi. Nó vừa bắn tiếp này. Bắn bắn. Và sát thương của con Necroma đó bắn xuyên. các bạn thấy là con Mega Ray qua giá lên rất mu vẫn có thể sử dụng xài tốt nhưng mà chỉ chỉ khi nó lên quá mạnh thôi 15 triệu này bay mất tim rồi này và bên kia đang ở cái chế độ đó là giận dữ rồi này chuẩn bị nó sẽ ra đòn tuyệt kỹ này chúng ta cùng chờ để xem là quả này có phải là quả để thay đổi trận đấu không Mất 11 triệu máu trước này 55 triệu 88 triệu này bay gần hết tim và chỉ còn lại đó là con Mega Ray qua ra với cả con uh, Mega TNC cũng bên kia cũng ra đi rồi này nói chung là có được thêm một cái tường kim cương như thế này thì nó cũng sẽ đỡ hơn rất là nhiều còn Mega Ray vẫn tiếp tục đó là hoành hành nhưng bây giờ hết bay lên rồi bay lên trời rồi thì bắt đầu là sẽ yếu đi rất là nhiều 44 triệu máu nhưng vẫn chưa chết Một phần là con Mio bên kia Nó rất là lầy luôn Mega Ray này 6 ,3 triệu 3 Đi con Mega TNC Bên kia thì đang bị hiệu ứng nó hóa đá Nhờ con Mio mười một triệu Đúng là hơn nhau một con Mew Origin nó khác biệt hơn hẳn Cả hai bên cùng tấn công luôn này Bắn Bên kia nhờ con Mew Origin mà Necroma được giữ lại sự sống này Bắn Thì cuối cùng cả trận đấu chỉ còn lại có đúng hai con Xong chết Còn lại mỗi Mew Origin lại solo với cả con Necroma bên kia bị hóa đá thôi. Nếu mà Necromancer không được vào cái chế độ ulti trốn vào hố đen thì